Bạn đã đến với kênh của Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều những tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của những siêu sao trên sân cỏ thế giới. Và nếu bạn là fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh của Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu bạn thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho channel của chúng mình. Xin chào. Đăng ký hội viên Mr. Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Thế giới bóng đá không chỉ thú vị ở những màn đối đầu kịch tính và nảy lửa ở sân đấu 22 cầu thủ tranh nhau một trái bóng, mà những hoạt động bên lề sân cỏ của các siêu sao bóng đá cũng là một đề tài thú vị và gây tò mò đối với người hâm mộ. Vậy những lúc được nghỉ ngơi ở nhà thì các chàng trai của chúng ta sẽ làm những gì? Hãy cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay các bạn nhé. Với việc đang sở hữu tới 3 chàng hoàng tử trong đội hình mang tên gia đình của mình thì không có sự thoải mái nào hấp dẫn hơn là việc được ngồi chơi cùng với con mỗi khi ở nhà của Messi. Nhất là khi siêu sao người Argentina còn hạ sinh ra một cây hài trời phú là cậu con trai thứ hai Matteo Messi với những pha cà khịa ông già hài hước đi vào lòng người. Ai cũng biết rằng tiền vệ đang thuộc biên chế của Bayern Munich Thomas Müller có một niềm đam mê bất tận với việc nuôi ngựa. Chính vì vậy, mỗi lúc nhàn rỗi thì không có gì thú vị hấp dẫn nhà vô địch World Cup 2014 bằng cách chơi đùa với chiến mã yêu dấu của mình. Nhưng cách Müller cosplay động tác của chú ngựa một cách thích thú mới thấy được rõ tình yêu của anh với thú cưng của mình là bao la như thế nào. Cậu bé vàng của bóng đá Đức Mario Götze luôn khiến các đấng mày râu phải ghen tị khi có cô vợ vô cùng xinh đẹp. Và trong lúc vẫn đang nhàn rỗi, cặp trai tài gái sắc này có dịp thể hiện sắc đẹp bất chấp mọi giới tính của mình khi có màn thực hiện thử thách trao đổi quần áo cho nhau nổi tiếng một thời trên TikTok. Trên sân cỏ, Alphonso Davies đang được người hâm mộ biết đến như một máy chạy công suất tốc độ nhất trong làng bóng đá. Nhưng trên mạng xã hội, tia chớp người Canada này lại là một nghệ sĩ hài đích thực. Ai đời mới có 20 tuổi đầu mà điện thoại lại đoán mình tận 42 ngay trước bàn dân thiên hạ như thế này. Ông thần Davies không mắc chữ ô, không tin nổi sự thật này mới là lạ. James Rodriguez cho thấy anh không chỉ là một tiền vệ tấn công xuất sắc với những đường chuyền sắc sảo mà còn là một dân chơi bóng rổ cự phách. Bố trí hẳn một góc trong vườn làm sân chơi NBA, tuyển thủ người Colombia khiến khán giả có một phen trầm trồ khi liên tục ném rổ thành công một cách dễ dàng và nhẹ nhàng. Có vẻ như Cristiano Ronaldo đang muốn tất cả con trai của mình theo nghiệp quần đùi áo số. Bằng chứng là sau khi khởi nghiệp cho cậu cả Ronaldo Junior thành công, CR7 tiếp tục dành những phút giây được nghỉ ngơi để thi đấu một trận mà chưa đá đã biết mình sẽ thua với các chàng quý tử còn lại trong nhà. Và màn ôm nhau ăn mừng của hai đối thủ này cho chúng ta cảm nhận một sự ấm áp vô cùng lớn nơi gia đình nhỏ của siêu sao người Bồ Đào Nha.
người chứng Mario Balotelli có màn thể hiện thử thách từng giấy vệ sinh khá hot trên mạng xã hội trong giai đoạn cả thế giới cách ly vì Covid. Đúng là sự ngổ ngáo và bản tính nghịch ngợm đã khiến cho tiền đạo người Italia mãi không lớn và vươn mình trở thành một siêu sao thực thụ. Chứ đẳng cấp chơi bóng của Balotelli quả thực vẫn thuộc dạng có số có má. Cứ xem cách anh kiểm soát cuộn giấy vệ sinh này bằng đôi chân của mình là nhất trí quan điểm. Cũng lại là một dân chơi hệ bóng rổ có tiếng khác là Neymar. Ai cũng biết rằng siêu sao người Brazil có niềm đam mê bất tận với môn thể thao này khi anh còn là bạn thân của cố huyền thoại NBA Kobe Bryant. Và tranh thủ những phút giây tạm rời xa trái bóng tròn, Neymar lập tức có màn khoe tay của mình khi thực hiện một cú ném 3 điểm cực kỳ chuẩn xác. Người chơi hệ hip hop Pum Pum Ba lại có dịp khoe những món đồ công nghệ chất chơi người dơi ở trong nhà của mình, cùng với những bộ outfit cũng chất lượng không kém, thể hiện mình đúng là một dân chơi thời trang đích thực. Ngoài ra, chàng tiền vệ đắt giá của Man United còn không quên thực hiện màn DAB đã từng được anh sử dụng thường xuyên mỗi khi ăn mừng bàn thắng. Không chỉ là một ảo thuật gia trong khung gỗ khi liên tục biến những cơ hội có được bàn thắng của đối phương thành những cái ôm đầu tiếc nuối, thủ thành Liverpool Alisson Becker còn lại là một nhà ảo thuật chính hiệu khi ở nhà. Một tiết mục biến mất sau tấm chăn không một chút giả trưng đã được thủ môn người Brazil thực hiện một cách vô cùng magic và hiệu quả. Vừa rồi là những phút giây thư giãn và giải trí khá độc đáo và thú vị của các cầu thủ bóng đá nổi tiếng trên thế giới mỗi khi họ tạm rời xa những trận đấu căng thẳng trên sân cỏ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video thú vị, đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.